Thân mình xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay với tập 914, ngày thứ hai đầu tuần, Thân Việt gửi đến quý vị một câu chuyện mà thực sự ra đó quý vị, không biết nói làm sao. Không biết nói làm sao nha quý vị. Một số chư tăng từ giáo hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông qua lời nói của Sư Minh Đạo đã mạt sát Sư Minh Đạo khá là nhiều. Và cái sự việc này đối với quý vị, thì ngày hôm nay Thanh Việt muốn trình bày với quý vị, nó gợi nhớ đến một cái câu chuyện khá quen thuộc từ bên gia đình ông cụ Hà Lê. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe chương trình ngày hôm nay để tìm hiểu rõ thêm tại sao một số chư tăng lại lên tiếng mạt sát Sư Minh Đạo đến như vậy. Trước khi bắt đầu chương trình, Thanh Việt xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và mọi điều bình an đến với tất cả quý vị. Thì đầu tiên đó quý vị, Thanh Việt muốn quý vị nghe chính lời nói của Sư Minh Đạo để chúng ta hiểu rõ thêm được cái cội nguồn của cái vấn đề này và chính Sư Minh Đạo đã bày tỏ như thế nào. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ráng cố gắng, em nghĩ đơn giản lắm. Đệ tử em nó buồn lắm, mấy sư kia mắng em dữ lắm. Chị em biết điện thoại em khóa luôn, rồi dìm người mắng em đó, mắng bằng tin nhắn á, mắng nói em đồ ngu như bò đồ, nó nặng lắm á. Đang điên đang lành á, đang làm đủ thứ mà dở, làm cho tự mình làm cho mình bây giờ ngõ cục, tự mình làm cho mình khổ mất. Mấy sư kia mắng em dữ lắm, mắng nói em đồ ngu như bò đồ, nó nặng lắm á. Mấy sư kia mắng em dữ lắm, mắng nói em đồ ngu như bò đồ, nó nặng lắm á. Mấy sư kia mắng em dữ lắm, mắng nói em đồ ngu như bò đồ, nó nặng lắm á. Mấy sư kia mắng em dữ lắm, mắng nói em đồ ngu như bò đồ, nó nặng lắm á. Rồi, vừa rồi là quý vị nghe chính từ miệng của Sư Minh Đạo ngày hôm qua, khi mà sư tâm sự với một số các cái Phật tử trong tu viện của mình, thì Sư Minh Đạo đã bộc bạch một cái câu chuyện mà thực sự mới nghe qua đó quý vị, thì Thân Việt cũng cũng gọi là rất là sốc. Sốc ở cái điểm gì quý vị? Sốc ở cái điểm rằng sự việc nó đã được dẫn dắt đi quá xa. Nó đi quá xa. Nhập quý vị. Mình ráng cố gắng, em nghĩ đơn giản thì lắm. Bây giờ đây, cái việc mà mạt sát Sư Minh Đạo đó quý vị, của một số quý vị trong giáo hội, họ gọi Sư Minh Đạo là như bo, thì nó làm cho Thân Việt gợi nhớ tới cái câu chuyện của ông cụ Lê. Ông cụ Lê thông qua đệ tử của mình đã gọi cái sư từ cũng gần như vậy, đúng không quý vị? Và nó trở thành một trong những cái điểm mà đã được diễn tả, tranh luận tại cái phiên tòa. Và Thân Việt cũng nhớ rằng Thân Việt cũng có làm một cái bài nói về cái việc so sánh người với một con vật, đúng không quý vị? Vâng. Trong cái câu chuyện của Lê đó, thì đã bị sư từ là kiện, tố cáo là tố giác, rồi kiện đến nỗi mà phải lãnh một cái bản án cũng khá là nặng trong cái sự việc được gọi là vi phạm cái điều luật 331. Thì lần này cái sự việc nó được hoán đổi cho Sư Minh Đạo. Không biết quý vị nghĩ như thế nào. Lúc trước đó, thì bên gia đình ông cụ Hà Lê, người ta gọi rằng những người mà phản biện đó quý vị, không yêu thích đó, thì người ta gọi rằng gia đình ông cụ Hà Lê đó là không nằm trong giáo hội, một người tu giả. Thì bây giờ Thanh Việt cũng tạm mượn cái đoạn văn đó để nói rằng thôi bây giờ gia đình cụ Lê là tu giả nè, không thuộc trong giáo hội nè, nên có những cái lời lẽ mà nó nghe nó không có lọt cái lỗ tai đi, đúng không quý vị? Được gọi là sao lại gọi một vị sư như là sư từ nhà ta là như bo. Thì bây giờ đó, tôi cũng xin được dùng đúng
cái lời giải thích đó của những quý vị mà yêu thương sư từ đó quý vị, thì Thanh Việt xin được hỏi ngược lại đó, là những cái vị ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, những vị tăng đó chắc chắn là trong giáo hội, họ phải hơn bên gia đình của cụ Quả Lê là họ tu thiệt nè, rồi họ trong giáo hội nè, được sự giáo huấn của giáo hội cũng rất là nề nếp, ngôn ngữ phải từ tốn, chứ không phải như những người trong gia đình của Lê, đúng không quý vị? Nên chúng ta phải nhìn nhận rằng cái ngôn ngữ của họ phải ở một cái thứ bậc, một cái tầng lớp khác chứ. Quý vị có đồng ý không? Thế mà không hiểu tại sao những quý vị, những cái quý vị mà ở trong giáo hội, một số vị chư tăng trong giáo hội, thành viên trong giáo hội, thì lại liên tục đăng tin cho sư Minh Đạo và gọi sư Minh Đạo với một cái danh từ như vậy. Chúng ta chỉ có nghĩ rằng chỉ có gia đình của Lê là không trong giáo hội nè, rồi tu giả nè, thì mới có những cái ngôn từ như vậy. Mà không lẽ bây giờ trong giáo hội người cũng đã từng đứng ra để là người bị hại trong vụ án dân của Họa Lê, một nhóm người cho rằng mình hơn dân của Lê khá là nhiều, thì bây giờ lại hành động cũng y hệt như là những gì mà mình đi tố giác người khác. Thì cái này đúng quý vị, Thanh Việt gọi là cái gì quý vị? Thanh Việt đã từng thư chuyện với quý vị, chúng ta chê trách những người khác là có những cái lời nói như thế này, có những hành động như thế kia, nhưng mà rồi quay lưng đi thì chúng ta lại làm y hệt như vậy. Thì những người đó đó quý vị, Thanh Việt gọi là đạo đức giả. Nhưng quý vị, đạo đức giả. Thì không lẽ những tăng ở trong giáo hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại tất cả đều được giả hay sao? Nhưng quý vị, cái trường hợp duy nhất không thể đạo đức giả đó quý vị, đó là sư Minh Đạo nói dối. Thì thật sự ở cái thời điểm hiện tại, sư Minh Đạo mà cái chùa còn không muốn nữa, cái mái ấm từ bi có các em mà mình đã nuôi dưỡng 7-8 năm tới 10 năm mà sư còn không muốn nữa quý vị, sư buông hết, thì có lẽ là cái việc mà Vu Khống đặt điều cho những sư khác tại Bà Rịa Vũng Tàu nhóm những cái thông tin mà nghe nó rất là trái cái lỗ tai đó quý vị, thì chắc chắn là sư Minh Đạo không có bịa đặt. Cái lời nói của sư Minh Đạo hiện nay đó quý vị, chắc chắn là không có bịa, tại vì thực sự ra sư Minh Đạo đã buông hết rồi, không còn gì là quan trọng nữa, đúng không quý vị? Nên là Thanh Việt không nghĩ rằng sư Minh Đạo bịa ra. Vì vậy nếu sư Minh Đạo không bịa, thì các sư ở trong giáo hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có một cái lời lẽ mà Thanh Việt nghĩ rằng không giống y hệt, xin lỗi quý vị, là giống y hệt như những người mà giáo hội đã từng lên án phê bình và kiện họ ra tòa, đến nỗi họ phải lãnh cái bản án 331 với một cái số năm khá là lớn. Cái điều mà Thanh Việt biết chắc chắn 100% đó là câu chuyện tại Bà Rịa Vũng Tàu sẽ khác câu chuyện tại Long An. Thưa quý vị, khác ở lòng chỗ nào quý vị? Đó là cái lòng từ bi. Khi mà sư từ bi dòng của Lê gọi là nhu như cái gì gì đó, thì sư từ đã không có lòng từ bi và chấp. Thưa quý vị, trong Phật giáo đó quý vị, trong đạo Phật đó, cái chuyện mà cố chấp thì nó luôn luôn dẫn đến một cái điều không tốt. Thì ở đây sư từ đã cố chấp thực sự. Mình là ở một cái vị trí trên giấy tờ đó quý vị, sư từ là ở vị trí cao hơn nhiều, chùa lớn, chùa rộng, ở ngay trung tâm, ngay trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ của Lê đó quý vị, chỉ là một cái ngôi nhà, những quý vị, cũ kỹ, mục nát, người thì nheo nhóc, đệ tử thì thưa quý vị là đệ tử trong đó không có nhiều so với bên của sư từ. Một người nổi tiếng hơn, sư từ là một người nổi tiếng hơn thực sự, thế mà lại phải đi cố chấp cho một cái gia đình nhỏ xíu như vậy. Thì bây giờ đó quý vị, Thanh Việt không nghĩ rằng, và Thanh Việt biết chắc luôn, là sư Minh Đạo sẽ không có những cái hành động mà như sư từ đâu. Nghĩa là sư Minh Đạo với cái lòng từ bi của mình sẽ không bao giờ đi tố giác tố cáo những cái người bạn đồng tu đã trong thời gian qua nhắn tin liên tục mạt sát, thoái mạ, miệt lị, nhớ quý vị, mạ lị,
sư Minh Đạo. Đây là một cái hành động mà Thanh Việt nghĩ rằng đó là cái sự khác biệt giữa sư Minh Đạo và sư Từ. Những điều mà sư Từ làm với gia đình Thiền Am đó quý vị sẽ không được lặp lại tại Bà Rịa Vũng Tàu, khi mà sư Minh Đạo sẽ không bao giờ đi tố giác tố cáo những người trong cái giáo hội của Bà Rịa Vũng Tàu cả. Những cái câu chuyện ở đây nè, là quý vị có hiểu tại sao mà các cái vị ở trong giáo hội lại gọi sư Minh Đạo là nhu như bo không quý vị? Chứ đó là phải có lý do, chứ không phải những người đó tự nhiên rảnh rỗi mà đưa ra những cái phát ngôn như vậy. Chắc chắn là phải có lý do. Thì thưa quý vị, cái lý do dễ hiểu nhất đó, và dễ hiểu nhất đó quý vị, thứ nhất là sư Minh Đạo đang là chủ trì của một tu viện khá lớn. Đây là một cái tu viện trở thành một cái trung tâm tổ chức các cái khóa tu học cho Phật tử tại cái xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như là một cái trung tâm để tổ chức các cái buổi an cư kiết hạ vào mùa hè cho các cái chư tăng ni, nhất là về chư tăng, đây là chủ tăng. Có nghĩa là sư Minh Đạo đang có một cái khối tài sản trong người, đúng không quý vị? Đang có một khối tài sản ở trong người. Rồi cái lý do thứ hai mà Thanh Việt nghĩ rằng các cái vị chư tăng ở trong giáo hội mạ lỵ sư Minh Đạo, đó là vì sư Minh Đạo đã đang chăm sóc gần đến 30 em có hoàn cảnh khó khăn trong một mái ấm gia đình. Đó là cái trách nhiệm khá là lớn. Đó là cái trách nhiệm khá lớn đè trên vai của sư Minh Đạo. Và cái điều thứ ba, họ nghĩ rằng sư Minh Đạo đang giữ rất là nhiều chức vụ trong giáo hội, từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Thì với một cái danh và một cái chức như vậy đó, thì không hiểu tại sao sư Minh Đạo lại buông xuống, thả xuống nhanh như vậy. Nha quý vị, nhanh như vậy. Đây là cái điều mà cũng dễ hiểu. Nhất là đối với những người thường như chúng ta, không có phải là đi tu như các ngài ở đây, thì chúng ta hiểu rằng, ủa sốc kỳ, một người có cái tài sản trong tay đã tốn biết bao nhiêu công sức cùng với Phật tử của mình để dựng lên một cái tu viện đó không phải là dễ. Rồi một người đang có một cái trách nhiệm khá lớn trên vai đối với gần 30 em mà mình đã gọi là gắn bó sinh hoạt trong một thời gian, và lại đang giữ nhiều cái chức vụ ở các cái cấp khác nhau. Thế mà chỉ trong một thoáng lát, sư Minh Đạo đã buông hết tất cả. Thì đó là lý do mà các cái vị ở trong giáo hội đó quý vị, họ đã lên tiếng và miệt thị sư Minh Đạo. Thưa quý vị, ở đây Thanh Việt phải nhắc như thế này. Đối với người thường không ủng hộ sư Minh Đạo, Thanh Việt đồng ý là họ sẽ có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng đối với một vị tăng ni, cái việc mà buông bỏ, thả xuống như là một vị hòa thượng, cố hòa thượng, đại lão hòa thượng Giác Khang đã từng nói rằng, chùa của tôi không có gì ngoài trừ một cái tượng rất là lớn, còn trong chùa là từ ở bên ngoài cho vào bên trong không có một cái gì khác, chùa luôn mở cửa, tôi không bao giờ sợ ăn cắp cướp ở đây. Đúng quý vị, đó là sống một cuộc đời rất là nhẹ nhõm, cái thân nhẹ nhõm, cái đầu óc không phải lo toan. Nhưng có lẽ là các cái vị ở trong giáo hội chưa thấm nhuần được cái câu của Hòa Thượng Giác Khang nói, hay là các vị đó hiểu nhưng mà vì cái lòng tham sân si nó quá nhiều, nó chiếm hết tất cả những cái suy tư ở trong người. Nha quý vị, tài sản thì quá nhiều, một cái chùa rất là lớn, một cái tượng Phật rất là lớn, một khối lượng Phật tử rất là đông, tiền vàng bạc đầy đủ hết. Rồi một cái trách nhiệm, một cái danh, một cái chức. Quý vị biết được rồi là trong tổ chức của giáo hội có nhiều chức lắm quý vị ạ. Các cái chức đó nó đi từ ở cấp xã, cấp phường, cấp quận, cấp huyện, lên tới cấp tỉnh và cấp trung ương, đầy đủ hết. Nên là những cái đó đó quý vị, nó như là keo dính đó quý vị. Cái gì mà cầm lên rồi là không có buông xuống được, nó dính như keo vậy đó. Mà thưa quý vị, đối với một người con của Phật, một người chư tăng ni mà cầm lên mà không bỏ xuống được đó quý vị, thì ôi thôi,
chúng ta nên rủ áo đi về. Tôi nhớ một câu như vậy: đặt cầm lên mà không bỏ xuống thì khó đó quý vị à, khó đi tu lắm. Người thường á, như Thanh Việt ở đây cầm lên là cầm chắc chắc luôn, nhưng mà giờ thả xuống. Nếu thả xuống thì người ta gọi mình là khùng khùng, đúng không quý vị? À, còn đối với các vị chư tăng ni á, thì làm sao cầm lên và bỏ xuống, nó nhẹ vô cùng đó quý vị, thì mới tu được. Thì ở đây nè, có lẽ người ta không bỏ xuống được. Và khi mà người ta không bỏ xuống được đó quý vị, thì người ta nhìn sang một cái nơi khác, chẳng hạn như Sư Minh Đạo, thì người ta thấy rằng có lẽ là cái ông này, ông hơi bị cùn cùn, đúng không quý vị? Đó là cái lý do mà tại sao những cái sư đó đi mạt sát cái người đồng tu như Sư Minh Đạo đây. Thì Sư Minh Đạo đó quý vị, ông giải thích như thế này: cái vòng luẩn quẩn, cái vòng luẩn quẩn, Sư Minh Đạo muốn thoát ra được. Cái vòng luẩn quẩn này là cái vòng làm chủ ba cái điều mà Thanh Việt vừa mới trình bày với quý vị: tài sản là cái tu viện, rồi cái máy ấm tình thương, máy ấm từ bi, rồi cái danh, cái chức mà Sư Minh Đạo đã giữ ở trong giáo hội. Thì đa những cái điều này đó đã làm cho tâm của Sư Minh Đạo không được tịnh, lúc nào cũng phải suy nghĩ. Giống như là Sư Gia Khang nói đó quý vị, cái gì mà mình đèo bồng nhiều quá trên vai thì mình luôn luôn lo nghĩ. Chứ là một người lãnh đạo mà mình không có lo nghĩ những cái mà mình đang đèo bồng ở trên vai đó quý vị, thì đó là bỏ, đúng không quý vị? Đó bỏ. Thì đối với Sư Minh Đạo, cái chuyện mà lo nghĩ là không tránh khỏi. Vì vậy Sư Minh Đạo không muốn cái chuyện đó nữa. À, Sư Minh Đạo không ham danh lợi, chỉ muốn buông bỏ để trở về ở cái thế giới mà không bận tâm, không bận tâm, thì tâm nó mới tịnh được và tu nó mới chứng đắc được. Đó là cái điều mà Sư Minh Đạo đã tâm sự đối với các quý vị Phật tử. Sư Minh Đạo không muốn đi trong cái vòng luẩn quẩn đó nữa, muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, mà muốn thoát ra thì phải buông bỏ. Rồi Sư Minh Đạo khuyên mọi người là nhìn vào cái mặt tích cực của cả cái câu chuyện hiện tại. Từ cái chuyện mà tu viện về tay người khác, thì Sư Minh Đạo cho rằng cái tu viện này là của ba tánh. Ba tánh thì mình chỉ được tạm thời cầm nó, và khi mà mình cảm thấy rằng mình không hết duyên rồi thì mình trao cái đó cho một người khác, tức là cho giáo hội, đúng không vậy? À, rồi nhìn cái chuyện mà các em rời bỏ cái máy ấm từ bi bị người ta đưa đi, thì hãy cho rằng đây là một cái trang mới trong cuộc đời của các em, và hy vọng rằng các em không phải lật thêm một cái trang nữa. Và có khi là ở cái trang mới này các em sẽ tốt hơn. Mặc dù Sư Minh Đạo có nói rằng thực tế thì đôi khi nó xa vời, nhưng quý vị, với những điều mà Sư Minh Đạo nói, quý vị cũng đồng ý. Dĩ nhiên là cuộc sống của các em sẽ bị đảo lộn. À, cái việc mà về thức ăn, thức uống, sự chăm sóc ở một cái nơi mới, liệu có được như chỗ của Sư Minh Đạo hay không, thì Thanh Việt nghĩ rằng chỗ Sư Minh Đạo vẫn hơn, vẫn được sự giúp đỡ của rất là nhiều mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Đối với Sư Minh Đạo thì cái trách nhiệm của sư đối với các em là tròn. Tròn ở cái chỗ là Sư Minh Đạo đã dùng tiền dư ra của các Phật tử đóng cúng dường cho chùa, cho các em. Thì Sư Minh Đạo đã dùng cái tiền dư đó để mua đất và làm tài sản riêng cho các em. Thì Sư Minh Đạo nghĩ rằng mình làm như vậy đã tròn cái trách nhiệm. Nhưng quý vị, đã đến lúc mình cần phải buông bỏ. À, đây là một cái điểm mà Thanh Việt nói ngay từ trước khi mà câu chuyện nó bùng nổ. Nha quý vị, trước khi mà câu chuyện nó bùng nổ, xảy ra những điều tệ hại cho cái hoàn cảnh của Sư Minh Đạo hiện tại, thì Thanh Việt đã tiên đoán rằng cái điểm mà những kẻ tham lam họ muốn đến đó quý vị, không phải là cái tu viện. Từ vì cái tu viện dĩ nhiên là trong tầm tay của họ rồi. Dĩ nhiên rồi quý vị à, đây là không có cái chuyện giáo hội ép buộc là phải cúng hiến tài sản gì ở đây. Cứ anh vào trong giáo hội theo hiến chương là cái chùa đó là thuộc của giáo hội. Cái điều đó là điều hiển nhiên, không có cái chuyện mà ép buộc hoặc là gài gì cả. Nó là như vậy.
Tất cả mọi cái chùa có sư trụ trì bà ở nằm trong giáo hội thì đều cái chùa đó đều thuộc tài sản được giáo hội quản lý, và tài sản của ngôi chùa đó không phải tài sản của cái vị trụ trì đó. Cái điều đó đều hiển nhiên, giống 1 cộng 1 bằng 2 vậy quý vị, chứ không cần phải là ép hay không ép. Các vị trụ trì khi bước vào giáo hội đều biết được cái chuyện đó. Đúng quý vị, đều biết được chuyện đó. Vì vậy, cái điểm mà những người tham lam họ muốn nhắm đến đó quý vị, đó là những cái mảnh đất được mua riêng ra khỏi cái ngôi chùa đó. Đó là cái điểm đêm. Nhà quý vị, cái điểm đêm. Những cái mảnh đất đó, một phần đã được sang tên cho các em trưởng thành, một phần thì chưa vẫn đứng tên của sư Minh Đạo. Và khi mà các em lần lượt trưởng thành thì những cái mảnh đất đó được chuyển cho từng em, coi như là một cái tài sản để em bước vào đời. Nhưng mà thưa quý vị, là câu chuyện nó sẽ không dừng ở đó. Bảo đảm với quý vị, câu chuyện không dừng ở đó. Khi cái đất tu viện không phải là cái mà mục đích sau cùng, mà là cái đất mà sư Minh Đạo mua cho các em. Thay vì bảo đảm với quý vị, hy vọng rằng 2-3 tháng nữa thì quý vị sẽ nghe được cái câu chuyện tiếp theo xảy ra, cái kiếp nạn đối với sư Minh Đạo. Đó là về những cái mảnh đất sư mua cho các em. Có lẽ những điều sư Minh Đạo nói ra trong những ngày vừa qua và được đăng trên mạng TikTok của quý vị, thành việc nghĩ ra chỉ củng cố cái tinh thần cho các em, cũng như là các quý vị Phật tử đã giúp cho tu viện Minh Đạo và giúp nuôi dưỡng các em. Chỉ có củng cố tinh thần mà thôi. Mọi sự việc đó quý vị, nó trở nên bất thường, cực kỳ bất thường, là quý vị biết rồi, khi sư Minh Đạo lên tiếng ủng hộ cho sư Minh Tuệ. Đúng quý vị? Mà cái điểm á, mà có lẽ một ngày nào đó Thanh Việt muốn quý vị hãy suy ngẫm dùm, giúp dùm cho Thanh Việt thử. Quý vị thấy những cái điểm mà Thanh Việt sắp nói này nó có đối ngược với nhau hay không? Nhà quý vị, đối ngược với nhau hay không? Sư Minh Tuệ, người mà được sư Minh Đạo ủng hộ đó quý vị, người sư Minh Tuệ là một người mà được truyền thông chính thống cấp quốc gia. Thanh Việt xin được nhắc lại nhé, sư Minh Tuệ là một người được truyền thông chính thống cấp quốc gia, chứ không phải là một cái đài ở cấp địa phương, tỉnh, huyện gì mà ủng hộ cả. Một cái đài cấp quốc gia đã phỏng vấn đến 2 lần ngay trên cái chương trình Giờ Vàng và được trình chiếu. Rồi khi mà sư Minh Tuệ đi từ cái tỉnh này sang tỉnh nọ đều được các cơ quan công an tại địa phương bảo vệ và dẫn đường trong suốt cái quá trình đi bộ cho đến khi về đến Huế. Như vậy tóm lại đó quý vị, sư Minh Đạo đã chọn đúng người để ủng hộ. Tại vì dựa theo những cái gì mà truyền thông chính thống và lực lượng công an họ đang làm đó quý vị, thì đây là một người mà sư Minh Đạo đáng để ủng hộ. Và các Phật tử cũng đang ủng hộ sư Minh Tuệ rất là nhiều. Tuy nhiên, một cái điều mà nó trái ngược lại 180 độ đó quý vị, đó là gì? Đó là sư Minh Tuệ đó quý vị, nó trở thành một cái nhân vật mà giáo hội từ cấp trung ương cho đến cấp địa phương phải lo sợ và lên tiếng gián tiếp không ủng hộ nhiều lần. Mà giáo hội đó quý vị, từ trung ương đến địa phương là dưới sự quản lý của bên Mặt trận Tổ quốc. Như vậy ở đây nó có cái điểm gì đó quý vị, nó không có được thuần cho lắm của bên truyền thông, tức là bên nhà nước, thì ủng hộ gián tiếp sư Minh Tuệ. Nhưng mà bên giáo hội cũng là một thành viên của nhà nước, cũng là một tổ chức thuộc trực thuộc của bên Mặt trận Tổ quốc, thì lại lên tiếng phủ nhận, gián tiếp không chấp nhận cái vai trò của sư Minh Tuệ trong giáo hội. Quý vị có thấy có những điểm trái ngang không? Và hy vọng rằng quý vị hãy suy nghĩ, rồi một ngày nào đó Thanh Việt sẽ trao đổi với quý vị. Tại vì đôi khi đó quý vị, trong cuộc đời này có những cái câu chuyện mình thấy vậy nhưng mà nó không phải vậy. Có những cái câu chuyện nhìn thì dễ nhưng mà rồi cái kết thúc đó quý vị, nó đưa mình từ cái nỗi ngạc nhiên này đến nỗi ngạc nhiên khác. Mà sư Minh Đạo ủng hộ sư Minh Tuệ dựa trên những cái điều mà Thanh Việt vừa nói đó quý vị, thì nó quá là một điều quá tốt. Nhưng tại sao sư Minh Đạo lại khiến cho giáo hội phải nhức đầu và lên tiếng đưa ra những cái hình phạt?
Đúng không quý vị? À, dĩ nhiên là bất cứ một cái hành động nào của giáo hội cấp địa phương đều được sự chỉ đạo của Trung ương. Và trong cái cuộc họp kỷ luật vừa rồi lên tiếng về đưa sư Minh Đạo ra khỏi giáo hội như là một tu sĩ vì đã có đơn hoàn tục đó quý vị, thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chuyển cái đơn đó cho cấp Trung ương để cấp Trung ương giải quyết, chứ không phải tự mình giải quyết trúc phế cái vai trò tu sĩ của sư Minh Đạo. Quý vị có nhớ câu chuyện đúng không quý vị? Vậy thì có cái điểm gì nó là lạ ở đây đúng không quý vị? Đi ủng hộ mà một cái người mà được báo chí chính thống chứ không phải là các anh chị em YouTube và nhóm quý vị không chính thống, không có tiếng nói gì hết, ủng hộ thì không nói làm gì. Được báo chính thống và được đài truyền hình quốc gia cấp Trung ương phỏng vấn đến 2 lần. Nhưng mà giáo hội thì lại lo sợ. Mà giáo hội thì là thuộc thành viên của bên Mặt trận Tổ quốc, tức là của nhà nước. Quý vị có thấy những cái điểm mà nó cứ nó như là bò hút dâu không quý vị? Nó không đi đúng một cái chiều hướng nào cả. Dĩ nhiên là nó có cái lý do. Thế vì đã thưa chuyện của quý vị rồi, không một cái gì mà không có lý do. Không phải nó xảy ra một cái tùy duyên đâu quý vị à. Thì nói thật với quý vị là nhiều năm qua thì tu viện Minh Đạo được sự ủng hộ của rất là nhiều người trong nước và ngoài nước. Nếu mà có ai đó có sự ghen tị thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận được. Và cái sự ghen tị đó nó khởi lên trong lòng. Nhưng quý vị mà thực sự ra ghen tị thì không có được ở trong môi trường Phật Pháp từ bi. Thế mà nó đã xảy ra. Nó đã xảy ra. Thì sau khi sư Minh Đạo lên tiếng đó quý vị, thì cái sức ép lên tiếng ủng hộ cho sư Minh Tuệ đó, thì sức ép của giáo hội dành riêng cho sư Minh Đạo đã rất là dữ dội. Và nhất là sau cái sự kiện lễ Vu Lan với chiếc áo phấn tạo, thì có lẽ là giáo hội đã gây một cái sức ép cực kỳ mạnh. Trước đó thì sư Minh Đạo đã phải sám hối theo giáo hội. Thân việc xin được nhóm lại nha quý vị. Theo giáo hội thì sư Minh Đạo đã sám hối. Nhưng những hành động của sư Minh Đạo sau đó thì thân việc nghĩ rằng sư Minh Đạo chưa bao giờ sám hối về cái hành động ủng hộ tinh thần cho sư Minh Tuệ. Và có lẽ là cái giọt nước đã tràn ly đối với giáo hội, nên họ có những cái tin nhắn mà khiến cho sư Minh Đạo đã nóng lên và xin hoàn tục. Dù sau đó sư Minh Đạo mới biết được rằng, nhớ quý vị, mới biết được một điều rằng mình nóng tính, mình xin hoàn tục là nó giống như là lọt vào cái hố. Thực sự là như vậy. Nhớ quý vị, sư Minh Đạo muốn thoát ra khỏi giáo hội, nhưng mà khi thoát ra khỏi giáo hội đó quý vị, nó có những cái sự việc kéo theo. Thế vì luôn cảm nhận thấy rằng cái vai trò của một vị luật sư không được coi trọng nhiều. Nhớ quý vị, nhưng ở thời điểm hiện tại, tất cả những người được gọi là có một sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và khi phát ngôn, khi nói hoặc có một hành động gì đó cũng cần thông qua luật sư của mình để có thể hiểu rõ được cái gọi là cái hệ lụy của cái hành động của mình. Thì trên vai của sư Minh Đạo đó quý vị, nó nặng lắm, nó là các em. Tất cả những lời giải thích hiện tại của sư Minh Đạo đó quý vị, nó chưa được phẳng lì cho lắm. Nó có những cái chỗ nổi lên, nó trội lên, làm cho chúng ta khó hiểu. Một người đã đi tu từ năm 19 tuổi, năm nay là 50 tuổi. Sự dứt bỏ cái việc hoàn tục hoàn toàn không dễ. Hoàn tục ở đây là trở là một người tu tại gia, chứ không phải là hoàn tục lấy vợ lấy chồng. Nhớ quý vị, thì cái vấn đề mà đi tu 30 năm mà để hoàn tục thì là tu tại gia đó, cái điều đó thực sự là phí, thực sự là phí phạm. Đúng không quý vị? Rồi rất còn nhiều những câu chuyện khác về các cái trại mái ấm gia đình, mái ấm tình thương, mái ấm từ bi. Các em đang cần cái sự giúp đỡ của sư Minh Đạo, thế nhưng ông đã bỏ xuống và bỏ thực sự. Dĩ nhiên là tất cả mọi hành động nó có cái lý do của nó, kính thưa quý vị. Chùa sẽ được bổ nhiệm một trụ trì mới. Điều này Thanh Việt đã phán đoán từ rất lâu, ngay sau khi sự việc xảy ra. Có cái đơn hoàn tục. Rồi mái ấm gia đình thì trong tuần tới sẽ bị giải tán hoàn toàn. Các em còn lại chưa được đưa về nhà người thân thì sẽ được gửi vào các cái trại mồ côi khác. Và cái câu hỏi được đặt ra ở đây là, đó quý vị, đó là liệu tài sản của các em
mà sư Minh Đạo đã dành dụm từ cái tiền dư ra của Phật tử cúng dường cho chùa, cũng giúp cho các em để mua những mảnh đất và cho các em đứng tên nếu các em trên 18 tuổi. Còn dưới 18 tuổi thì sư sẽ giữ lại, và khi các em trưởng thành thì sẽ phân chia ra như là một cái món quà bước vào đời cho các em. Câu hỏi mà Thanh Việt muốn đặt ra ở đây đó quý vị, liệu cái ước nguyện đó, cái dự định đó có khả thi hay không, có thành, có thực hiện được hay không? Thì thưa quý vị, đối với cái kinh nghiệm của mình, Thanh Việt nghĩ rằng cái ước nguyện của sư Minh Đạo dành những cái đất đó đã được phân lô chia cho các em đó quý vị, khó thành hiện thực. Khó thành hiện thực. Vì ai đó có lòng tham lam, họ sẽ không muốn thôn tính cái tu viện đâu. Tại vì cái tu viện đã nằm trong tầm tay của những người đó. Cái mà nó chưa nằm trong tầm tay mà nó rất gần rồi thưa quý vị, đó là những mảnh đất mà sư Minh Đạo đã mua từ tiền của Phật tử. Cái đó đó quý vị, nó sẽ là cái điều sẽ được nổ ra. Nha quý vị, sẽ được nổ ra. Và sẽ đưa đến rất là nhiều điều phiền phức. Vì mảnh đất đó đó quý vị, là thuộc về cái đồng tiền của Phật tử cúng dường cho chùa. Còn nếu mà sư Minh Đạo muốn chứng minh được rằng tài sản đó là tài sản cá nhân, thì sư Minh Đạo phải có đầy đủ giấy tờ. Đó là của tài sản thừa kế của cá nhân từ cha mẹ của sư Minh Đạo để lại. Rồi bây giờ đó là quyền quyết định của sư Minh Đạo thì cái đó không sao. Nhưng đây là tài sản của thập phương bá tánh muốn đưa vào trong chùa. Và trong chùa đó thì có cái mái ấm từ bi là các em. Thì đây là cái câu chuyện mà sẽ xảy ra, nổ ra. Ở lúc đó đó quý vị, cái cơ hội mà các em còn được giữ những cái mảnh đất đó hay không đó, thì Thanh Việt nghĩ rằng khá thấp. Khá thấp. Tài sản đó là tài sản của chùa, tài sản của tôn giáo, và là được sự điều khiển của các cái thành viên trong giáo hội. Đây là một điều mà sư Minh Đạo đã từng tâm sự. Hãy đừng buồn phiền cho câu chuyện đã xảy ra, tức là cái việc mất tu viện hay là các cái em trong cái mái ấm đó bị giải tán, mà hãy nghĩ đến cái việc đất đai, cái tài sản mà dành cho các em sau này. Thưa quý vị, Thanh Việt cũng đồng ý. Bây giờ mọi câu chuyện nó trở nên rất là rắc rối. Dạ quý vị, rất là rắc rối. Khả năng sư Minh Đạo sẽ không thể nào hoán chuyển được, chuyển đổi được sang cho các em. Một trong những mảnh đất mà sư Minh Đạo có mua và lập lên đó thì không được xây dựng để ở nữa, thổ dân nữa. Nha quý vị, còn đây là một cái điều cũng rất là phiền toái. Không biết câu chuyện sẽ đi về đâu. Các em liệu có được cái món quà mà sư Minh Đạo dành dụm từ sự cúng dường của các Phật tử hay không? Hay là cái đất đó nó được đòi lại và nó thuộc trong quyền sử dụng và quyền xây dựng của bên giáo hội, tức là đất tôn giáo. Chúng ta hãy chờ xem. Phong ba bảo táp chưa dừng lại ở câu chuyện của sư Minh Đạo. Thôi thì xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. I love you all.